Luanfa và chú của mình đang câu cá trên một cái hồ lớn. Cảnh vật ở đây thật yên tĩnh, như cái cách mà hai người họ ngồi với nhau. Mặc dù, nhìn bề ngoài họ có vẻ như những người nông dân bình thường, nhưng họ thực sự là một cặp cảnh sát ngầm. Đúng lúc này, trên bầu trời bất ngờ xuất hiện sét và nó đánh xuống sông, cả đàn cá bị điện giật và nổi trắng cả mặt hồ, hai người đều khá ngơ ngác về việc này. Sau đó họ vui vẻ ăn món cá nướng. Tuy nhiên, người chú khi uống được vài chai bia đã bắt đầu nói những chuyện tiêu cực. Ông nói rằng những con cá này đang sống khỏe mạnh thì bất ngờ bị sét đánh chết. Có lẽ chúng ta cũng giống như những con cá này. Luanfa không để tâm về chuyện này, anh phát hiện có một đoàn xe quân sự đi qua. Dòng chữ Tai San được sơn trên những chiếc xe này. Một điều kỳ lạ là nơi hẻo lánh như thế này tại sao là có đoàn xe quân sự đến. Anh nghi ngờ rằng việc này liên quan đến những tia sét đánh lúc anh đang câu cá. Đêm đó, Luanfa và chú của mình đang ngủ trong trại thì đột nhiên một đoàn trực thăng lao vút qua. Luanfa vẫn đang ngon giấc và mơ thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Anh thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài đang bị đóng băng. Khi anh định chạm vào thì đã bị đánh thức bởi tiếng gầm của động cơ. Thì ra một chiếc xe của tập đoàn Tai San bị dính bùn ở cạnh đó. Điều kinh ngạc là người phụ nữ trong xe rất giống với cô gái anh đã gặp trong mơ. Anh chạy đến bắt chuyện, nhưng cô gái đó rất lạnh lùng đạp ga và rời đi mà không nói một lời. Anh cố nhìn về hướng mà cô gái đến và thấy một làn sương lạ đang tụ tập ở đó. Sau đó, anh vừa lau mặt trên điện thoại vừa nghe radio. Chương trình phát sóng nói rằng đám mây ở phía xa thực chất là một cơn bão bí ẩn gây ra rất nhiều thiệt hại. Một tin khá bổ ích, Luanfa nghe thế đã rất tò mò nên đã đưa chú của mình đi điều tra. Tất nhiên, anh ấy làm điều này chủ yếu để đuổi theo cô gái xinh đẹp khi nãy. Vừa đến nơi thì ông chú lại lăn ra ngủ, anh quyết định để ông ở lại và một mình đi khám phá mọi việc ở đây. Nhưng bây giờ ở đây không có ai cả, im lặng đến đáng sợ. Điều kỳ lạ hơn nữa là có vô số những tấm gương lớn được cất giữ ở đây. Họ muốn nhiều tấm gương như vậy để làm gì? Cuối cùng, Luanfa cũng tìm thấy một cái hố lớn đầy sương mù cạnh đó. Anh đoán họ đã xuống dưới và tự mình khám phá. Anh cẩn thận leo xuống dưới cái hố, nhưng khi vừa quay đầu lại đã gặp một người lính bị hóa đá. Quá sợ hãi nên Luanfa ngã xuống. Anh nghĩ rằng tập đoàn Tai San đang thực hiện những thí nghiệm gì đó trên con người. Anh tức giận lấy huy hiệu cảnh sát ra. Anh cố hét lên rằng anh là cảnh sát, nhưng không có ai đáp lại anh cả. Luanfa ta tiếp tục đi về phía trước và phát hiện ra trên đường càng ngày càng có nhiều tượng đá và họ có tư thế rất lạ. Sau đó, anh cũng nhìn thấy một nhân viên còn sống, nhưng người này đã biến thành một tượng đá trong tích tắc. Đúng như anh đang sợ hãi, cô gái trước đó cũng chạy ra khỏi bóng tối. Luanfa muốn trở thành một anh hùng cứu mỹ nhân nhưng không ngờ, thứ xuất hiện trong bóng tối hóa ra lại là một con quái vật đáng sợ. Anh sợ đến mức tái cả mặt. Cả hai cố gắng trèo lên phía trên nhưng con quái vật vẫn theo sát phía sau. Mặc dù con quái vật này trông có vẻ hung dữ, nhưng nó sử dụng một giọng nói nhẹ nhàng như trẻ con để nói rằng nó đang cô đơn và muốn kết bạn với họ. Sự tương phản này càng khiến nó trở nên kỳ quái. Ngay khi cả hai đang cố lẫn trốn con quái vật, cô gái đột nhiên nảy ra một ý tưởng, đó là dùng một chiếc gương để đối phó với nó. Lúc này, con quái vật cũng lao đến hung dữ. Luanfa dùng cái gương lớn đập vào đầu con quái vật nhưng cái gương bị vỡ nát ngay tức khắc. Anh đã không biết rằng con quái vật biến con người thành tượng đá bằng mắt nên đã dùng chiếc gương đập vào đầu nó. Kết quả là anh đang gặp nguy hiểm. Đang không biết phải làm gì thì ông chú đã tỉnh dậy và lái xe hút bay con quái vật xuống vực. Nhưng mọi người chưa kịp vui mừng thì nhanh chóng nó đã leo lên lại. Luanfa và người chú bị đánh văng ra một khoảng xa. Luanfa lại chìm vào giấc mơ đó một lần nữa. Nhưng lần này anh đã chạm vào tảng băng, tay anh lóe lên một sức mạnh bí ẩn. Khi anh tỉnh lại, cô gái đang bị con quái vật dồn vào cơn tuyệt vọng. Luanfa hét lên để thu hút sự chú ý của nó. Con quái lao tới và bắt đầu hóa đá anh. Vì được ban bởi sức mạnh bí ẩn trong lòng bàn tay nên quá trình hóa đá anh chậm hơn những người khác gấp nhiều lần. Khi hai bên đối đầu nhau, Luanfa đã chuẩn bị sẵn chiếc điện thoại di động bật camera trước và đưa ra trước mặt nó. Con quái vật đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt của chính mình trong đó. Nhưng đã quá muộn, nó nhanh chóng trở thành một tác phẩm điêu khắc bằng đá khổng lồ. Cuộc xâm chiếm của quái vật cổ xưa đã bị chặn lại. Cô gái kêu gọi sự hỗ trợ của tập đoàn Tai San để tiếp tục điều tra hiện tượng kỳ bí trong hang động. Luanfa đã nhân cơ hội này để nói chuyện với cô gái, và nhờ trận chiến này mà anh đã lấy lại được tinh thần. Con quái vật đó được lịch sử ghi lại là Basilisk, nhưng nó không phải là một loài húng quế bình thường. Nó được sinh ra sau mỗi 100 năm. Một quả trứng sẽ được sinh ra sau 7 năm mang thai. Sau đó, quả trứng sẽ được một con rắn ấp thêm 9 năm nữa mới có thể nở. Loài rắn này giống như Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Tuy nhiên, nơi sinh sống của một hùng quế mạnh mẽ rất bí ẩn. Nó thực sự sống trong một tầng hầm nhất định ở khu phố cổ của Asor, và đôi khi những người qua đường tò mò muốn thấy nó sẽ bị hóa đá ngay lập tức. Có thể thấy rằng cuộc sống thường ngày của nó quả thực rất cô đơn. Lời thoại của con quái vật trong phim này cũng có thể được chuyển thể từ điều này.
Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong video sau nhé.